Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Trên màn hình của các bác đây là một chiếc đồng hồ bâu, một trong những chiếc đồng hồ đẹp, rất là đẹp. Và như các bác cũng đã biết, bâu là một trong những hãng sản xuất đồng hồ trang trí hàng đầu thế giới. Và đây là một chiếc bâu có thiết kế cực kỳ độc lạ và đẹp mắt. Và đây là một chiếc bâu treo tường. Như hiện tại là em đang là kê em đang bắt cái tấm đế này của nó vào cái bức này, coi như là em coi như là bức tường này. Đó, và nó được tách rời ra hai phần như thế này, phần này và phần này. Hai phần tách rời. Đây là cái khóa lên cót này, hoạt động với hai ổ cót các bác nhé. Và cái khóa này cũng thiết kế cực kỳ độc đáo, tính độc đáo rất cao. Ok, đi vào sản phẩm chính đi. Đây là một trong những chiếc bâu thiết kế cực kỳ tinh xảo. Ví dụ như là bên dưới chóp này và trên đầu này đều được thiết kế hai cái giọt nước mà và được mạ vàng cực kỳ sáng bóng như thế này. Tất cả các cái chi tiết ở đây cũng vậy, rất là đẹp, cực kỳ sáng bóng nhá. Đó. Và đặc biệt hơn một chút nữa là các cái chi tiết hoa hồng được vẽ thủ công nhá, vẽ thủ công và nó lồi ra, nó vẽ nhô lên so với cái phần này. Sử dụng một cái tông nền màu vàng và vẽ hoa hồng cực kỳ nổi bật như thế này. Đây ạ. Cái kích thước từ dưới cùng này lên điểm trên cùng là 50cm các bác nhé. Và quả lắc này cũng vậy. Vậy này. Mạ vàng rất đẹp. Ok, em Tiến Thanh xoay vào cái phần mặt số đi. Đây, như các bác cũng chơi đồng hồ thì cũng biết. Đây là cái chữ Swissmade. Tức là đây là một trong những chiếc đồng hồ bâu được sản xuất tại Thụy Sĩ. Và cái chữ Swissmade này nó rất là giá trị. Chỉ những chiếc đồng hồ được sản xuất hoàn toàn tại Thụy Sĩ và do chính con người Thụy Sĩ lắp ráp lên thì nó mới được khắc cái chữ Swissmade trên cái chiếc đồng hồ này. Đó, rất là đẹp. Mặt số nổi cũng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây, nổi hoa văn mạ vàng rất là đẹp như thế này. Đây là mặt gốm nhá. Đó, rất là đẹp. Hai ổ cót ở đây. Kim cũng có các cái biểu tượng mặt trời như thế này, cực kỳ cách điệu. Và chiếc này điểm chuông chén các bác nhé. Đó, điểm chuông chén như thế ạ. Nhìn kỹ vào cái phần mặt số này, chăm chút, tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ. Đến ví dụ như là đến phần sau của những cái phần mặt số này, người ta cũng mạ vàng lên, rất là đẹp như thế này. Đây, chứ nó không đơn điệu. Người ta chăm chút từng góc cạnh. Rất là đẹp các bác nhé. Đẹp tuyệt vời luôn. Kính này là kính cong luôn nhé. Đây là một cái lớp kính cong này. Chốt vào như thế này. Cực kỳ ấn tượng với chiếc này. Và cái chiếc này em đã từng tháo ra lau dầu và em đánh giá là máy còn vàng ươm các bác nhé. Vàng ươm luôn, bao zin. Rất là đẹp. Thiết kế hoa hồng. Cái chiếc này thì ta về ta có thể bắt nó lên ở mức độ cao khoảng tầm đầu người, tức là khoảng tầm 1m7 là phù hợp nhất. Tại vì ta sẽ nhìn được cái phần chân đế này, hoa hồng của chân đế này, và được nhìn được toàn bộ các cái phần mà người ta, các cái nghệ nhân mà người ta đã vẽ vào nó. Đó, rất là đẹp. Đây không đơn giản chỉ là một chiếc đồng hồ xem giờ, mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật và là một cái đồ trang trí cực kỳ đẳng cấp trong căn phòng. Rất là giá trị các bác nhá. Cực kỳ đẹp. Đẹp tuyệt trần. Hình chóp đúng dáng dấp của bâu. Và rất là ít khi em gặp được những cái chiếc bâu mà treo tường như thế này. Rất là đẹp ạ. Đẹp từng góc cạnh, từng chi tiết góc này, từng cái chân đế, cái chốt mở đây người ta cũng làm rất là tinh tế thế này, cái phần viền cửa này cũng vậy này, rất là đẹp, đẹp lắm. Em quay xa để các bác ngắm kỹ hơn về cái tác phẩm này. Đó, rất là đẹp nhá. Bên này này, đẹp từng góc cạnh luôn ạ.
cực kỳ đẳng cấp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.